Thưa quý vị và các bạn, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa ở Biển Đông là lãnh thổ Việt Nam từ lâu. Do hai quần đảo này nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu trên Biển Đông, đồng thời lại là nơi có tiềm năng to lớn về tài nguyên, đặc biệt là dầu lửa, nên từ thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ thứ 21, nhiều nước đã và đang tìm mọi cách xâm chiếm. Qua nghiên cứu các tài liệu được tìm thấy trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có thể khẳng định rằng, từ thế kỷ 17, nhà nước Việt Nam là người đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và tiến hành quản lý khai thác với danh nghĩa nhà nước đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là những quần đảo chưa hề thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia nào trước đó. Việc chiếm hữu và thực hiện chủ quyền của nhà nước Việt Nam từ trước đến nay đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thực sự liên tục và hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế đương thời và hiện đại. Việt Nam đã củng cố sự chiếm hữu và xác lập chủ quyền của mình thông qua các hoạt động quản lý và khai thác thực tế. Việc tổ chức các đội Hoàng Sa để tiến hành khai thác với tư cách nhà nước, đội Hoàng Sa sau này được tăng cường thêm đội Bắc Hải để khai thác các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, được duy trì và hoạt động liên tục từ thời các chúa Nguyễn đến nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn sau đó. Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền. Phần lãnh thổ phía Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở vào, tạm thời được đặt dưới sự quản lý của các chính quyền miền Nam Việt Nam. Năm 1956, khi rút quân khỏi Việt Nam, Pháp đã chuyển giao sự quản lý phần lãnh thổ phía Nam Việt Nam cho chính quyền Sài Gòn. Theo đó, chính quyền Sài Gòn đã tổ chức việc đưa quân ra tiếp quản hai quần đảo, đồng thời tổ chức lại về mặt hành chính, coi mỗi quần đảo là một xã thuộc một huyện trong đất liền, cho xây dựng các bia chủ quyền tại các đảo chính, duy trì các trạm khí tượng và đăng ký chúng vào danh mục các trạm của Tổ chức Khí tượng Thế giới viết tắt là OMM. Cho một số nhà kinh doanh ra khai thác phân chim ở Hoàng Sa, đồng thời liên tục cử các nhà khoa học ra hai quần đảo nghiên cứu. Lợi dụng sự xáo trộn về chính trị vào năm 1956 khi Pháp rút khỏi Đông Dương và năm 1974 khi chính quyền Sài Gòn đang nguy cấp, Trung Quốc đã dùng vũ lực lần lượt chiếm đóng phần phía Đông năm 1956 và sau đó là phần phía Tây quần đảo năm 1974, xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Chính quyền Sài Gòn đã kịch liệt phản đối và đã thông báo cho các nước và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về sự kiện này. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, đất nước Việt Nam nối liền một dãy từ Bắc chí Nam, nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiếp quản tất cả những phần lãnh thổ do chính quyền miền Nam quản lý, tiếp tục thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tóm lại, từ thực tế lịch sử và căn cứ vào các nguyên tắc tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế, chúng ta có thể khẳng định rõ ràng rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã từ lâu và luôn luôn là lãnh thổ của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu hai quần đảo đó từ khi chúng chưa thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia nào. Việc quân đội Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa là hành động xâm lược ngang ngược, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam và luật pháp quốc tế. Nhân kỷ niệm 39 năm, ngày quân đội Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa trong trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974, chúng tôi xin giới thiệu bộ phim tài liệu do những nhà làm phim ở miền Nam Việt Nam thực hiện chưa đầy một tháng ngay sau sự kiện này. Những bài báo loan tin trận hải chiến Hoàng Sa đã đăng trên các tờ Nhật báo tại thủ đô Sài Gòn vào năm 1974, như Nhật báo Chính luận, Đông Phương, Sóng Thần, Hòa Bình, vân vân. Tấm hình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải sau khi ra chỉ thị về biện pháp đối phó với Trung Cộng khi hạm đội Trung Cộng xâm nhập hải phận Việt Nam Cộng Hòa tại Hoàng Sa năm 1974. Hình chụp vào tháng 5 năm 1972 tại Bến Bạch Đằng, Sài Gòn với các tuần dân hạm Trần Quang Khải HQ2, Trần Quốc Toản HQ6, Trần Bình Trọng HQ5. Trong số 3 tuần dân hạm này thì HQ5 chính là chiếc soái hạm đã tham chiến ở quần đảo Hoàng Sa. Trong trận hải chiến, hỏa lực Đại Bác 20 và 40 ly trên tuần dân hạm Trần Bình Trọng đã loại chiếc tàu Constant số 274 của Trung Cộng ra khỏi vòng chiến. Tấm hình chụp Richard Leonhardt. Một lời thốt ra có thể vặn vào với số phận. Không ai biết ngày xưa Trần Khánh Dư
vì lỗi lầm gì mà phải đi bán than. Hú Trúc Hàm, Trần Khánh Dư dù nghĩ mình lem luốc, nhưng một lòng vẫn nguyện ở với khói hương cho vẹn kiếp, và xem sắt đá có bền gan. Người bán than Trần Khánh Dư sau cơn thử thách chờ đợi tại Chí Linh lại xuất hiện để đi làm lại lịch sử. Linh hồn Hú Trúc Hàm HQ4 chắc vẫn mong mỏi một ngày nào gió thuận nước xuôi lại uy dũng ra khơi vẫy vùng cho thỏa sức mà phục vụ lý tưởng quốc gia. Đó là chuyện một con tàu của Trung tá Hải quân Vũ Hữu Sang. Một ghi chú cho HQ4. Thực tế, nếu có súng lớn nhỏ thì HQ4 rất kém vì chỉ có hải pháo 7,6.2 ly mà không có 40 ly. HQ10 Nhật Tảo. Khi bước lên võ đài, người ta thường có câu nói: hãy coi chừng anh chàng này nhỏ nhưng có võ cao. Ngụ ý nhắc nhở các võ sĩ là đừng nên khinh địch chỉ vì đối phương thấp người, ốm yếu hay nhỏ con. Trên vùng biển Hoàng Sa năm 1974, khi thấy hai chiếc tàu T-389 và T-396 của Trung Cộng đang dồn nỗ lực tấn công Tuần Dương Hạm, Lý Thường Kiệt HQ-16, võ sĩ nhỏ con Nhật Tảo HQ-10 lập tức nhảy vào vòng chiến để cứu nguy cho bạn. Các dàn hải pháo liên tục bắn xạ vào tàu địch, làm cho cả hai chiến hạm Trung Cộng bị hư hại nặng. Chiếc T-389 trúng đạn vào đài chỉ huy, phòng máy bị cháy, hạm trưởng bị tử thương. Còn chiếc T-396 thì cũng bê bết máu, trôi dạt trên biển. Tiếp thay, Hộ Tống Hàm Nhật Tảo không may mắn được trở về bến nhà. Sau trận đánh ngày 19 tháng Giêng, chiếc tàu nhỏ bé bị trúng đạn rất nhiều, máy hư, trôi dạt trên biển. Hạm trưởng Ngụy Văn Thà cùng một số nhân viên tử thương. Trưa ngày 19 tháng Giêng, thêm 2 tuần Dương Hạm Trung Cộng xuất hiện. Trên tàu mang số 281 của Trung Cộng tiếp tục nã đạn vào HQ-10. Chiều ngày hôm đó, lúc 14:52, tại vị trí phía nam bãi san hô Antelope, Hộ Tống Hàm Nhật Tảo chìm dần và đi vào lịch sử. HQ-5 Tuần Dương Hạm Trần Bình Trọng. Phóng đồ kế hoạch điều quân quần đảo Hoàng Sa ông Nguyễn Thiệp. Hộ Tống Hàm Nhật Tảo HQ-10 đi vào lịch sử. Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại trên đảo Battle, tức quần đảo Hoàng Sa. Điện thư số 01000 ngày 22 tháng 1 năm 1974 của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ về việc cứu vớt trên biển sau trận hải chiến Hoàng Sa. Đây là bức thư tay ghi những diễn biến như sau. Đêm 17 tháng Giêng năm 1974, HQ-10 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 lúc 1 giờ sáng. Đại úy Chí hàm phó tập hợp binh sĩ và ra lệnh ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu vào lúc 6 giờ sáng. Ngày 19 tháng 1 năm 1974 khoảng 11 giờ trưa, hải chiến với Trung Cộng. Bắn xong đợt đầu, chúng một tàu Trung Cộng bốc cháy cách nhau khoảng 100 mét, bị phản pháo chúng ngay đài chỉ huy. Đại úy Chí bị thương ở đầu, chân mất một miếng thịt và té xuống bom tàu. Khoảng 11:30 trưa, đại úy Chí ra lệnh xuống bè phao cho tất cả binh sĩ đào thoát. Đại úy Chí lết đến thành tàu chỗ bè thoát. Chính trung úy Phạm Văn Ngữ đang thủ cây đại liên được vực xuống và chạy xuống bè. Có tất cả 4 bè, 3 bè đầu đã kết chung lại và ra đi. Còn lại một bè cuối cùng gần trung tá Phạm Đăng Ngân, hạ sĩ nhất Lưu Tố Nữ, hạ sĩ Nguyễn Hồng Cứng, hạ sĩ trọng pháo Trần Ngọc Sơn và thủy thủ thám sát Trương Văn Long. Hai người đã gặp đại úy hàm phó và lôi xuống bè 6 người. Khi xuống bè đi thấy 3 tàu Trung Cộng bốc cháy. Ngày 20 tháng 1 năm 1974 lúc 2 giờ sáng, đại úy Chí chết. Khi xuống bè xong, hai tàu Trung Cộng cặp lại bắn HQ-10. Chiếc tàu HQ-16 muốn cứu HQ-10 xoay lại nên bị bắn trúng hông tàu. Ngày 20 tháng 1,
1974, lúc 8 giờ sáng, bỏ xác Đại úy Chí cách Hoàng Sa khoảng 2 hải lý. Ngày 22 tháng 1 năm 1974, tàu Hòa Lan đã vớt được 4 bè của HQ-10 gồm 23 người. Hải chiến Hoàng Sa. Phỏng vấn các nhân chứng tham dự hải chiến Hoàng Sa. Ngày 14 tháng 2 năm 1974, Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa ra thông cáo như sau. Tuyên cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa về những hành động gây hấn của Trung Cộng trong khu vực quần đảo Hoàng Sa đã mạnh mẽ khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy. Chừng nào còn một hòn đảo của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình. Tuyên cáo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những đảo ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chính phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu. Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy. Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực, thì chừng ấy, chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn tranh đấu để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình. Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tình trạng căng thẳng có thể do đó mà có. Trong dịp này, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung Phần và bờ biển Nam Phần Việt Nam. Từ trước tới nay, vẫn được coi là một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa, căn cứ trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không chối cãi được. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách. Trung thành với chính sách hòa bình cố hữu của mình, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên những phần đất này. Làm tại Sài Gòn ngày 14 tháng 2 năm 1974.